Xin chào tất cả anh em nhé. Vừa làm tí sảnh sexy bú 30 củ anh em ạ. Rồi chúng ta lại tiếp tục đi vào dích khú anh em. Mắc 6.000 lít anh em ạ. Nổ mắc win 11 tí. Đấy. Đi anh em ạ. Mắc 5 lít anh em. Lai dài 10 đến 20 phút lại có ngay 1 lít anh em ạ. Nếu anh em nào muốn giao lưu trải nghiệm con game Neo 79 thì mình có để link dưới phần bình luận cho anh em đăng ký anh em, hoặc anh em có thể liên hệ qua tờ lề anh em. Khi anh em đăng ký con Neo 79 anh em sẽ nhận được 39k anh em. Khuyến mại nạp đầu là 100% anh em ạ. Nạp 1 củ thì được 2 củ. Nạp 1 tỷ được 2 tỷ anh em ạ. Hai củ 4 à. Làm quà nổ mắc win thế thôi. Tính ra thì chốt anh em ạ, nhưng mà vào dịch tí hú cái mắc winner 6, mắc được 6.000x này, 6.000x này xem như nào anh em ạ. Xem hôm nay có ok không. Nếu anh em chơi con Neo 79 anh em có thể chơi những cái hú mình hay chơi ăn được thì anh em có thể chơi là tỷ lệ nó thắng nha anh em. Bởi mình cũng test qua nhiều hú anh em ạ. Mắc 6.000x với lại thần tài. Thần tài 6-7-5 anh em ạ. Chẳng có nhé lại xuống anh em. Quay 50 lượt. Thấy tình hình đang lố anh em ạ. Ok được pha thế này rồi. Làm quả 10 củ x 1.000 anh em ạ. Được bao nhiêu vậy? Được có 6 lít anh em ạ. Có vẻ hú hôm nay không ổn anh em ạ.
cứ quay xem tí lãi lời như thế nào. Hiện tại có được 5 phút anh em ạ. Tình đang xuống này. Biết đâu phút cuối lại làm lên tất cả đúng không? Pha này được bao nhiêu vậy? Ít thôi anh em ạ. À 57 anh em ạ. Thế này cũng gọi là nhiều rồi. Cưới anh em nhé, mình sẽ tập trung vào quay xem lấy lại lái của anh em ạ. Lên cái âm thanh của game nghe khoái tai.